Cô xin chào tất cả các em học sinh khối 6. Hôm nay chúng ta sẽ học buổi học online thứ hai bộ môn sinh học. Trước khi vào bài mới, cô sẽ ôn lại bài cũ và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến bài cũ. Hôm trước các em đã học bài 36 tổng kết về cây có hoa. Bây giờ cô sẽ ôn lại kiến thức bài 36. Nội dung thứ nhất, cây có hoa là một thể thống nhất bởi vì cây có hoa có sự thống nhất về cấu tạo, có sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan. Lý do thứ hai, cây có hoa có sự phù hợp về cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan. Nhờ đó, cây có hoa có thể hoạt động rất trôi chảy do có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trong cây. Khi chúng ta tác động lên mỗi một cơ quan thì sẽ làm ảnh hưởng đến các cơ quan còn lại, đồng thời ảnh hưởng đến toàn bộ cây. Nội dung thứ hai của bài trước đó là cây với môi trường, thì các em đã được tìm hiểu về các loại cây sống ở những môi trường khác nhau như môi trường nước, môi trường trên cạn và các môi trường đặc biệt. Ở mỗi một môi trường, mỗi loại cây đều có những đặc điểm để thích nghi với từng điều kiện sống khác nhau. Bây giờ cô sẽ giải đáp các câu hỏi ở bài 36. Bài 36 thì có câu hỏi số 3 là câu hỏi tương đối khó, do đó cô sẽ trả lời câu thứ 3. Câu thứ 3, hãy giải thích vì sao trồng rau trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp. Đáp án của câu này như sau. Rau trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón, lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp là vì. Lý do thứ nhất, đất khô cằn ít được tưới bón sẽ ít nước, ít chất dinh dưỡng, rễ cây không thể lấy được nước và muối khoáng cho cây. Lý do thứ hai, cây không có nước và muối khoáng sẽ không thể tự tổng hợp các chất dinh dưỡng để phát triển, do đó cây sẽ còi cọc chậm lớn và dẫn đến năng suất thu hoạch thấp. Ở bài 36 còn có một trò chơi giải ô chữ, thì cô sẽ cung cấp cho các bạn đáp án, mặc dù là có một số bạn đã giải được rồi nhưng vẫn còn một số bạn sẽ chưa giải được, thì các bạn hãy cùng theo dõi để xem lại xem là mình giải đúng hay sai nhé. Đáp án câu số 1 đó là nước. Câu số 2, đáp án là thân. Câu số 3, đáp án là mạch rây. Câu thứ tư, đáp án là quả hạch. Câu số 5, đáp án là rễ mốc. Câu số 6, đáp án là hạt. Câu số 7, đáp án là hoa. Câu số 8, đáp án là quang hợp. Vậy sau khi cô đưa ra 8 câu trả lời thì chúng ta sẽ có được từ khóa. Từ khóa trong trò chơi ô chữ này chính là cây có hoa, chính là chủ đề mà các bạn đã được học xuyên suốt từ đầu học kỳ 1 cho đến bài số 36. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn một phần mới. Các bạn hãy qua chương 8, các nhóm thực vật. Thực vật được chia thành 5 nhóm. Cô giới thiệu với các bạn nhóm thứ nhất là nhóm tảo, là những thực vật bậc thấp với các loại tảo khác nhau. Nhóm thứ hai là nhóm rêu, đại diện là cây rêu. Nhóm thứ ba là nhóm quýt, đại diện là cây dương sỉ. Nhóm thứ tư là nhóm hạt trần, đại diện là cây thông. Nhóm thứ năm, nhóm hạt kín, đại diện là các loại cây có hoa.
Bốn nhóm từ nhóm thứ hai đến nhóm thứ năm là những thực vật bậc cao. Bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn hai nhóm thực vật đầu tiên là nhóm tảo và nhóm rêu. Bài 37. Bài tảo. Cô sẽ giới thiệu đến các bạn rất là nhiều loại tảo. Vậy mục tiêu của bài này là gì thì các em nhớ cho cô, bài này mình sẽ phải thực hiện được 3 mục tiêu. Các em phải nêu được môi trường sống của tảo. Mục tiêu thứ hai là nhận biết một số loại tảo thường gặp thông qua việc quan sát hình ảnh. Mục tiêu thứ ba, các em biết được vai trò của tảo. Nội dung bài học ngày hôm nay chia thành 3 phần chính. Phần thứ nhất là cấu tạo của tảo. Phần thứ hai là một vài loại tảo khác thường gặp. Và phần thứ ba là chúng ta tìm hiểu vai trò của tảo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 1 là mã cấu tạo của tảo. Các bạn hãy quan sát hình hai loại tảo mà cô cung cấp. Sau đó hãy cho cô biết nơi sống, hình dạng, màu sắc của hai loại tảo trên. Rồi các bạn quan sát. Thấy nè. Tảo sắn sống trong nước có màu xanh lục và có dạng búi sợi. Loại tảo thứ hai là rong mơ. Thì các bạn thấy rong mơ sống trong nước có màu nâu và có dạng hình như giống như cành cây. Phóng to một đoạn tảo lên, các bạn quan sát hình và cho biết sợi tảo sắn có chứa chất gì. Thì như chúng ta thấy, sợi tảo sắn có chứa chất diệp lục. Tảo sắn cũng như đa số các loại tảo khác đều luôn luôn chứa chất diệp lục. Vậy chúng ta có kết luận gì về cấu tạo của tảo? Thì cô có bốn kết luận như sau. Hầu hết tảo sống ở trong nước. Kết luận thứ hai, tảo có nhiều màu sắc khác nhau. Cái thứ ba, luôn luôn có chất diệp lục. Cái thứ tư, tảo có thể gồm một hoặc nhiều tế bào. Các em vừa tìm hiểu xong phần 1 la mã cấu tạo của tảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang nội dung thứ hai của bài này. Đó là một vài loại tảo khác thường gặp. Các em hãy quan sát một số loại tảo đơn bào. Cô ví dụ như tảo tiểu cầu, tảo xylit. Cơ thể tảo tiểu cầu và tảo xylit chỉ gồm một tế bào. Rồi các bạn tiếp tục quan sát một số loại tảo đa bào. Ở đây cô có bốn loại tảo đa bào. Loại thứ nhất, tảo vòng sống ở nước ngọt. Rau câu, rau diếp biển và tảo sừng hươu là những đại diện tảo sống ở nước mặn. Các loại tảo này cơ thể gồm nhiều tế bào nên gọi là tảo đa bào. Đây là hình ảnh rõ nét hơn của tảo vòng, rau diếp biển, rau câu và tảo sừng hươu. Sau khi quan sát các loại tảo thường gặp, thì chúng ta có kết luận hay là nhận xét chung về các loại tảo như sau.
Thứ nhất, tảo là những sinh vật có thể đơn bào hoặc đa bào. Kết luận thứ hai, cấu tạo của tảo rất đơn giản, chưa có rễ thân lá thật sự. Mặc dù có một số loại tảo mình chúng ta quan sát có thể thấy hình dạng của nó giống như cành cây, nhưng đó chưa phải là rễ thân lá thật sự. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung thứ hai của bài tảo, đó là một vài loại tảo khác thường gặp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần thứ ba, vai trò của tảo. Thì tảo có rất nhiều vai trò đối với thiên nhiên và con người. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về lợi ích của tảo. Các bạn hãy quan sát những hình mà cô cung cấp. Các bạn sẽ thấy rằng lợi ích thứ nhất của tảo đó là làm thức ăn cho con người. Từ tảo chúng ta có thể chế biến ra các món ăn như là các bạn dùng trong biển, nó cũng là một loại tảo, để các bạn cuộn cơm thành món cơm cuộn chẳng hạn, hoặc là thành món gỏi, hoặc là để dùng để nấu canh. Vai trò thứ hai của tảo, người ta sử dụng một số loại vi tảo để chế biến ra các loại thức ăn cho một số loại động vật, ví dụ như thức ăn cho bò sữa, thức ăn cho tôm chẳng hạn. Ngoài ra thì tảo còn được chế biến thành các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại thực phẩm chức năng. Đây là các loại thuốc, các loại thực phẩm chức năng từ tảo sắn spirulina. Mặt khác, tảo còn có tác dụng làm đẹp da, do đó người ta đã chiết xuất các loại tảo thành các loại mặt nạ đắp để giúp cho đẹp da hơn, hoặc là chiết xuất tảo giúp cho tăng collagen cho da. Tảo được dùng làm mỹ phẩm. Người ta còn có thể chiết xuất các loại tảo để tạo thành phân bón hữu cơ giúp cho cây phát triển. Đó là các lợi ích của tảo cung cấp cho con người. Vậy đối với thiên nhiên thì tảo có lợi ích gì? Các bạn hãy cùng quan sát hình sau. Các bạn hãy quan sát hình này. Các loại tảo cung cấp thức ăn cho những loại động vật phù du nhỏ bé sống ở dưới nước. Ngoài ra, tảo còn có thể cung cấp khí oxy cho các loại động vật sống dưới nước. Vậy vai trò của nó đối với động vật đó là cung cấp oxy và thức ăn. Ngoài những lợi ích to lớn trên thì tảo cũng có rất nhiều tác hại. Các bạn hãy cùng tìm hiểu xem tảo có tác hại gì nhé. Các bạn hãy quan sát bức tranh này. Bức tranh kế tiếp, nước biển thì đổi thành màu đỏ. Vậy đây là hiện tượng gì nhỉ? Các loại tảo chết đi gây nên hiện tượng nước nở hoa, hay còn gọi là hiện tượng thủy triều đỏ, làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vậy hậu quả của nước nở hoa hay thủy triều đỏ là gì? Như các bạn thấy đấy, thủy triều đỏ làm chết cá hàng loạt. Thủy triều đỏ cũng có thể làm chết nghêu hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài tác hại đó thì các loại tảo còn một tác hại nữa. Các bạn hãy quan sát hình.
Một số loại tảo sắn hoặc là tảo vòng sống ở gốc cây lúa. Chúng phát triển rất nhanh và chúng quấn quanh gốc lúa làm cho cây lúa khó đẻ nhánh, làm ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa, làm giảm năng suất thu hoạch lúa. Đó là hai tác hại cơ bản nhất của tảo. Các bạn vừa tìm hiểu xong bài 37 tảo và bây giờ các bạn hãy lấy tập ra để ghi bài. Bài 37 như cô đã giới thiệu thì có 3 phần. Phần thứ nhất là cấu tạo của tảo. Tảo hầu hết sống ở trong nước, là những sinh vật gồm một hoặc nhiều tế bào, có cấu tạo rất đơn giản, có nhiều màu sắc khác nhau và luôn luôn có chất diệp lục. Phần 2 la mã một vài loại tảo thường gặp, thì các bạn chỉ ghi nhận cho cô là cơ thể của tảo chưa có thân rễ lá thật sự. Phần 3 la mã vai trò của tảo thì các bạn ghi nhận đầy đủ. Một nhỏ lợi ích, tảo tạo ra oxy và thức ăn cho các động vật ở dưới nước, làm thức ăn cho con người và gia súc, cung cấp nguyên liệu, làm phân bón, mỹ phẩm hoặc là làm thuốc. Hai nhỏ tác hại, gây hiện tượng nước nở hoa hay thủy triều đỏ làm ô nhiễm nguồn nước, gây chết cá. Tác hại thứ hai là quấn quanh gốc cây lúa, làm lúa khó đẻ nhánh, ví dụ như tảo sắn, tảo vòng. Các bạn vừa tìm hiểu xong bài 37 tảo, đó là nhóm thực vật đầu tiên trong các nhóm thực vật. Nhưng trong thiên nhiên, có những loại cây rất nhỏ bé thường mọc thành từng đám, tạo nên một lớp thảm màu lục tươi. Những cây tí hon đó là cây rêu, chúng thuộc nhóm rêu. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo là bài số 38, rêu với đại diện là cây rêu. Đây là những cây rêu mà các bạn có thể bắt gặp ở quanh sân trường mình, đằng sau trường này. Mục tiêu của bài học này đó là các bạn phải nêu rõ được môi trường sống của rêu. Mục tiêu thứ hai, nhận biết được một số loại rêu thường gặp thông qua việc quan sát hình ảnh. Mục tiêu thứ ba, mô tả được cấu tạo của rêu. Mục tiêu thứ tư, biết được các vai trò của rêu. Nội dung bài học ngày hôm nay có 4 phần. Phần thứ nhất, môi trường sống của rêu. Phần thứ hai, quan sát cây rêu. Ba la mã là túi bào tử và sự phát triển của rêu. Và nội dung cuối cùng là vai trò của rêu. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một la mã môi trường sống của rêu. Các bạn hãy quan sát hình và cho biết nơi sống của rêu. Đây là một số loài rêu mà chúng ta thường bắt gặp. Ví dụ như rêu ở chân tường, rêu sống trên đá, rêu mọc trên thân cây, rêu mọc ở nơi có đất ẩm. Sau khi quan sát thì các bạn thấy được rằng rêu sống ở trên cạn và nó chỉ ở những chỗ ẩm ướt. Các bạn quan sát thêm một vài loại rêu khác, rêu đá chẳng hạn. Rêu rừng hình sao.
Các loài rêu này đều sống ở trên cạn. Các bạn vừa tìm hiểu xong phần 1 La Mã môi trường sống của rêu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2 La Mã quan sát cây rêu. Các bạn hãy quan sát cây rêu phóng to. Đây, từ cây rêu này người ta phóng to lên. Hãy cho cô biết cây rêu gồm những bộ phận nào. Các bạn thấy rêu gồm có thân, rễ và lá. Ba bộ phận chính là thân, rễ, lá. Vậy đặc điểm của từng bộ phận này như thế nào thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Bộ phận thứ nhất, lá. Lá của rêu nhỏ và mỏng, chưa có gân lá. Bộ phận thứ hai, thân của rêu thì ngắn và không phân nhánh. Bộ phận thứ ba, rễ. Rễ thực chất, rễ của rêu chỉ là rễ giả, rễ chưa chính thức, nhưng rễ này vẫn có khả năng hút nước. Và các bạn lưu ý cho cô là thân và lá của cây rêu chưa có mạch dẫn. Chúng ta cùng vừa mới quan sát cây rêu với các bộ phận chính là rễ, thân, lá. Bây giờ các bạn sẽ tìm hiểu sang phần thứ 3 La Mã, túi bào tử và sự phát triển của rêu. Ở phần này các bạn chỉ cần nắm được cho cô rêu sinh sản bằng bộ phận nào là được. Giờ các bạn quan sát cây rêu. Đây là túi bào tử của rêu. Bên trong túi bào tử chứa rất nhiều bào tử. Vậy rêu sinh sản bằng gì? Như các bạn thấy, rêu sinh sản bằng bào tử nằm bên trong túi bào tử. Phần này các bạn chỉ cần nhớ cho cô rêu sinh sản bằng bào tử. Vậy rêu có những vai trò gì thì bây giờ các bạn tìm hiểu sang phần cuối cùng của bài này. Bốn La Mã vai trò của rêu. Rêu chỉ sống ở những nơi nghèo dinh dưỡng, vậy rêu có vai trò gì với thiên nhiên và con người? Các bạn hãy cùng quan sát hình sau. Rêu sống trên đất nghèo dinh dưỡng, sống trên đá, sống ở đầm lầy. Vậy rêu có vai trò gì? Các loài rêu sống trên đất nghèo dinh dưỡng hoặc là sống trên đá thì nó sẽ tạo chất mùn cho đất. Còn các loại rêu sống ở đầm lầy thì khi chết đi nó sẽ tạo thành than bùn. Người ta sẽ dùng than bùn này dùng làm phân bón hoặc là dùng làm chất đốt. Đó là các vai trò của rêu. Chúng ta vừa tìm hiểu xong bài học số 38, bài rêu, cây rêu. Và bây giờ các em hãy lấy tập ra để ghi bài cho bài học ngày hôm nay. Bài 38, rêu, cây rêu, có 4 phần. Phần 1, La Mã, môi trường sống của rêu. Rêu sống trên cạn, ở những nơi đất ẩm ướt, như là chân tường, đất ẩm, trên đá, trên cây. Phần 2, La Mã, quan sát cây rêu, thì các bạn ghi nhận rêu là thực vật đã có thân lá nhưng cấu tạo rất đơn giản. Thân thì không phân cành, rễ giả có khả năng hút nước, chưa có mạch dẫn và chưa có hoa. Về sinh sản thì ở phần 3 La Mã, túi bào tử và sự phát triển của rêu, các bạn nhớ cho cô sinh sản bằng bào tử. Phần cuối cùng, vai trò của rêu thì nó có hai vai trò, tạo thành chất mùn hoặc là lớp than bùn. Người ta dùng làm phân bón hoặc là dùng làm
chất đốt. Tuần này các bạn học hai bài, bài 37 và 38. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn về nhà. Các bạn làm bài tập củng cố và luyện tập theo đường link và nộp bài đúng giờ. Đồng thời các bạn xem trước bài 39 và bài 40 ở sách giáo khoa. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp nha các bạn. Nhớ là làm bài tập đúng giờ, bởi vì hết giờ thì cô sẽ khóa link lại và các bạn không làm bài tập được nữa đâu nha. Về nhà các bạn nhớ xem trước bài để cho mình học nó được tiếp thu nhanh hơn nha các bạn. Cô chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.